Hoàng Anh không sang Mỹ, tôi ở Việt Nam ngồi chờ và chết đói sao? Công của phim Gạo Nếp Gạo Tẻ cho biết đã trải qua 3 năm sống vất vả khó khăn, vì vậy anh quyết định tạm dừng công việc đóng phim sang Mỹ định cư. Vừa qua, Hoàng Anh khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ quyết định tạm ngừng việc đóng phim dù vừa có vai diễn ấn tượng trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, thì sau bộ phim đình đám ấy là chuỗi ngày dài đối diện với khó khăn thiếu thốn. Vì vậy, anh quyết định sang Mỹ để chấm dứt những ngày dài ngồi không và vật vã chờ lời mời đóng phim. Nhặt cỏ trồng hoa khi vừa sang Mỹ. Cuộc sống của anh sau một tuần sang Mỹ có những thay đổi như thế nào? Tôi mới sang đây, mọi thứ còn mới mẻ, dù trước đó đã qua lưu diễn nhiều lần. Có điều, được ở gần vợ con thì cảm giác ấm áp hơn. Tuần sau tôi nhận được thẻ xanh, có giấy tờ đầy đủ thì sẽ bắt đầu công việc. Tôi rất mừng khi ít gặp con gái, nhưng bé vẫn nhớ và quấn quýt ba. Tôi chỉ sợ con thấy mình lạ, không cho mình bế ẩm. Hiện tôi chỉ biết chăm lo các công việc trong nhà như nhặt cỏ mảnh vườn để trồng hoa, trồng cây, làm lại chỗ vui chơi cho con. Tôi nhớ những ngày đi quay ở phim trường từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về, mệt nhưng vui. Qua bên này tôi chỉ quay quẩn bên trong nhà, làm vườn, cuộc sống bình dị khác hoàn toàn ở Việt Nam. Thông tin Hoàng Anh tạm ngừng đóng phim khiến khán giả tiếc nuối. Bản thân anh có gì hối tiếc khi quyết định sang Mỹ định cư? Đọc comment tiếc nuối khán giả khi mình còn đóng phim, tôi càng chạnh lòng. Nếu tôi đi mà không ai còn nhớ tiếc nuối thì có thể trọn niềm vui bên gia đình. Nhưng tình cảm của mọi người dành cho mình lớn như thế, tôi là xúc động. Nhiều khán giả nhắn tin riêng nhắn nhủ tôi đừng nghỉ hẳn, nhớ về nước đóng phim. Tôi khẳng định sẽ không bỏ nghề diễn. Một ngày nào đó không xa, tôi sẽ về đóng phim nếu nhận được lời mời phù hợp. Chấp nhận từ bỏ công việc mình đam mê khi đang có chỗ đứng trong lòng khán giả. Nhiều người cho rằng anh phụ thuộc vào vợ. Từ khi kết hôn, vợ chồng tôi luôn cùng nhau chia sẻ kinh tế, hỗ trợ nhau qua lại để cùng chăm con. Vợ tôi đâu phải là đại gia, chỉ là người làm công việc bình thường, thì làm sao tôi lại đặt gánh nặng lên vai cô ấy? Có lẽ mọi người đã quá định kiến chuyện trai đẹp phải lấy vợ đẹp, nếu không đẹp sẽ là đại gia. Vừa qua trước khi qua Mỹ, tôi đã bán chiếc xe hơi mình tích góp nhiều năm mới mua được. Tôi thương chiếc xe vô cùng, nhưng đành bán. Bởi nó giúp tôi có được số vốn khi sang ở cùng vợ. 3 năm thu nhập bấp bênh không đủ trang trải cuộc sống. Trước khi qua Mỹ, anh trải qua những khó khăn gì về công việc kinh tế? 3 năm qua, lượng phim truyền hình sản xuất giảm rất nhiều. Từ đó, cuộc sống của diễn viên bị ảnh hưởng, rơi vào khó khăn. Trước đây, phim truyền hình chưa rơi vào khủng hoảng. Mỗi năm tôi chạy show 6-7 phim, kinh tế cũng dư dả. Nhờ đó mà tôi mua được xe hơi. Sau này, mỗi năm tôi chỉ đóng một phim, quay trong 2 tháng. Ngoài ra, tôi quay một chút game show, một chút phim sitcom. Thời gian còn lại, tôi ngồi không và chờ đợi. Vì vậy, 3 năm qua, thu nhập của tôi bấp bênh, không đủ tiền trang trải cuộc sống. Mỗi tháng tôi phải lo chi phí tiền nhà, tiền ăn đi lại ít nhất 20 triệu đồng. Vì thế tôi phải dùng tất cả số tiền tích lũy được trước đó để chi trả. Trong lúc đó vợ con ở Mỹ lại muốn tôi qua. Cô ấy hiểu những khó khăn về nghề mà tôi phải đối diện, không ép buộc tôi điều gì. Tôi nghĩ về chuyện cá nhân, quyết định dừng đóng phim sang Mỹ định cư của tôi là đúng đắn. Tôi có tiếc làm nghề. Nhưng với tình trạng phim ảnh như bây giờ, tôi ngồi chờ là chết đói sao? Theo anh, do đâu phim truyền hình lại rơi vào khủng hoảng như vậy? Tôi không hối tiếc khi theo đuổi nghề vì yêu thích công việc này. Tôi chỉ tiếc cho phim truyền hình miền Nam ngày càng không được như xưa. Trong khi vật giá leo thang, tiền đầu tư cho phim lại gói ghém, cắt giảm 30% khi làm, sao có thể có phim hay? Không những thế, thời gian quay phim gấp rút. Trước đây 30 tập phải quay trong 3-4 tháng, nhưng bây giờ cắt giảm còn chưa đầy 2 tháng. Riêng phim Gạo Nếp Gạo Tẻ là thành công nhất, bởi được quay công phu trong 2 năm, đầu tư chỉnh chu. Chibu trở lại đường đua V-pop với tuyên bố hùng hồ, từ hôm nay hãy gọi tôi là Hoa hậu. Chibu chính thức trở lại với đường đua V-pop tháng 4 bằng một MV cổ trang hoành tráng mang tên Anh ơi ở lại. Đúng 20 giờ ngày 23 tháng 4, Chibu xuất xưởng MV Anh ơi ở lại sau hơn 5 tháng cho ra mắt ca khúc Mời anh vào tim em. Không còn gây sốc với những MV có nội dung phản cảm gây tranh cãi, Chibu cho ra mắt sản phẩm đậm chất Việt với bối cảnh cổ trang. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Chibu vào năm 2019.
Giọng ca Mời Anh Vào Tim Em khiến khán giả có một cái nhìn hoàn toàn mới trong hình ảnh thiếu nữ Việt Nam xưa. Từ một hình ảnh sexy đã ăn sâu trong trí nhớ của khán giả, Chibu lại khiến công chúng lóa mắt trước màn lột xác với tạo hình phụ nữ Bắc Bộ xưa trong MV. Điều đặc biệt trong MV mới, Chibu chọn phong cách ballad nhẹ nhàng, khác với tất cả những dòng nhạc EDM sôi động. Hiện đại, cô từng theo đuổi trước đó như Talk To Me, Đóa Hoa Hồng hay gần đây nhất là Mời Anh Vào Tim Em. Giọng hát của Chibu trong lần trở lại này được đánh giá khá cao so với ngày đầu quyết định chọn con đường ca hát. Có thể nói đây là lần đầu tiên Chibu thể hiện những diễn xuất nội tâm vượt bậc khi chọn cho mình vào vai một người phụ nữ Bắc Bộ xưa với gương mặt thẫn thờ, ánh mắt buồn tuyệt vọng và bật khóc đầy đau khổ. Trong tạo hình một con thoi nữ Bắc Bộ, lấy tưởng từ câu chuyện cổ tích Tấm Cám, Chibu gây bất ngờ với vai nàng cám độc ác nhưng lại là kẻ thua cuộc trong tình yêu với nàng Tấm. Cái kết đau khổ dành cho Chibu trong MV là không thể tránh khỏi. Như một bất ngờ lớn, nàng cám của Chibu lại tìm được một ý trung nhân luôn dõi theo và dành hết tình cảm, giống như một vòng xoay theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Hình ảnh mới của Chibu khiến khán giả tin tưởng cô nàng có đủ khả năng làm mới bản thân trong tất cả các thể loại như một tắc kè hoa thật thụ. Điều này cũng thay cho lời tiết lộ đây sẽ là sản phẩm âm nhạc mang đến những thành công lớn hơn sau một năm theo đuổi ca hát của Chibu. Trường Giang và Nhã Phương lặng lẽ đến viếng mẹ Diễm My 9X. Trong đêm thứ hai tang lễ của mẹ Diễm My 9X, một vài nghệ sĩ như Trường Giang, Nhã Phương đến viếng chia buồn với nữ diễn viên. Sáng 23 tháng 4, diễn viên Diễm My 9X thông báo tin buồn mẹ ruột qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 58 tuổi. Nữ diễn viên tạm gác công việc để cùng gia đình lo hậu sự cho mẹ tại nhà riêng ở quận 7. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, các nghệ sĩ như Á hậu Diễm Trang, Hứa Vĩ Văn đã đến viếng ngay trong đêm đầu tiên tang lễ mẹ nữ diễn viên gáy dài lắm chiêu. Vừa qua, gia đình tổ chức tang lễ cho mẹ Diễm My, bạn trai của cô luôn túc trực bên bạn gái. Gần tối muộn, Trường Giang và Nhã Phương lặng lẽ đến viếng. Cả hai là những người đồng nghiệp thân thiết của Diễm My 9X, từng hợp tác trong một vài dự án giải trí và game show. Trường Giang, Nhã Phương đến viếng mẹ Diễm My 9X trong đêm thứ hai tang lễ. Năm nghệ sĩ ngồi lại trò chuyện, chia sẻ nỗi buồn với Diễm My 9X. Trong suốt hai ngày qua, Diễm My không giấu được sự đau buồn. Cô cảm thấy suy sụp khi mẹ ra đi, chỉ sau 2 tuần nhập viện. Diễm My xúc động nói rằng gia đình chỉ có hai mẹ con, giờ mẹ đi trong khi cô chưa kịp báo hiếu. Trong một chương trình tham gia với mẹ trước đó, Diễm My cho biết mẹ là người luôn bên cạnh và ủng hộ cô trong mọi quyết định để dẫn đến thành công. Do bố mẹ chia tay từ khi Diễm My còn nhỏ, nên dù bận rộn công việc vẫn tranh thủ đưa mẹ đi du lịch, nấu nướng tại nhà. Nhập viện giữa đêm, mũi đeo máy thở mà nam em vẫn còn tâm trí livestream kêu gọi dân mạng yêu thương mình. Hành động của nam em lại một lần nữa khiến công chúng ngán ngẩm. Gần 1 giờ dạng sáng ngày 24 tháng 4, nam em livestream trên trang cá nhân. Đáng nói lúc này người đẹp đang phải nằm viện trên mũi còn gắn ống thở. Cô khá mệt mỏi, nhợt nhạt nhưng vẫn cố thì thào khẳng định mình vẫn ổn. Không có ai bên cạnh nên cần cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ yêu thương mình để cô vượt qua giai đoạn này. Trong khi fan khá lo lắng động viên và hỏi thăm nam em, thì một bộ phận khán giả tỏ ra ngán ngẩm trước những hành động của mỹ nhân từng rất xinh đẹp và được lòng công chúng. Sau ồn ào tình cảm vào năm 2018, nam em cho biết mình phải điều trị tâm lý, sức khỏe thường xuyên rơi vào tình trạng không ổn định. Cô phải nhập viện điều trị nhiều lần, song thời gian gần đây có phần khá hơn. Nhiều tin đồn cho rằng nam em đang có bạn trai mới là một chàng người nước ngoài lịch lãm. Cô cũng vừa cùng Mai Ngô, Gia Gia Trương Nhi, Châu Bùi tham gia một dự án ở miền Tây, có thể do làm việc quá sức khiến nam em phải nhập viện ngay trong đêm. Trước đó, nam em có buổi gặp gỡ làm việc với Mai Ngô và Châu Bùi. Choáng với hình ảnh đầu tiên trong cuộc sống đời thường của Hoàng Anh khi sang Mỹ, đoàn tụ cùng vợ con. Rũ bỏ hào quang nghệ thuật, Hoàng Anh cũng như bao người chồng, người cha khác của cuộc sống khi sang Mỹ cùng vợ con. Vài ngày qua, thông tin nam diễn viên Hoàng Anh sang Mỹ định cư với vợ con khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ, bởi anh đang rất nổi tiếng với vai công trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Đây hẳn là một quyết định vô cùng khó khăn với anh, thế nên cuộc sống của nam diễn viên nơi đất khách quê người lại trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Trên trang cá nhân, vợ Hoàng Anh là Quỳnh Như vừa đăng tải những hình ảnh rất đổi bình thường của chồng trong cuộc sống đời thường. Hoàng Anh diện đồ đơn giản, cặm cụi cuốc đất, chăm chút cho mảnh vườn nhỏ nhà mình. Nam diễn viên thần thái vui tươi và rất tận hưởng công việc lao động. Chia sẻ cảm giác khi đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh khá vui vẻ. Được ở gần vợ con là vui nhất.
Tôi vẫn luôn muốn sống cạnh những người thân yêu của đời mình. Thực sự cảm giác xa cách mỗi người ở một nơi trước đây buồn và khó chịu trong lòng. Sang đây tôi bị cháy múi giờ, nhưng bây giờ đã ổn rồi. Khu vực nhà vợ tôi sinh sống có nhiều người Việt. Gần nhà cũng đông quán xá, cửa hàng. Tiện hơn là người dân đa phần cũng nói tiếng Việt, nên chuyện bất đồng ngôn ngữ là không có. Tôi vẫn đang trau dồi tiếng Anh và giao tiếp thường xuyên bằng tiếng Anh để thuận tiện cho công việc sau này. Nói về quyết định từ bỏ nghệ thuật để sang Mỹ, Hoàng Anh cho biết anh tốn 2 tháng để cân nhắc. Từ khi kết hôn với bà xã, tôi đã biết mình phải định cư nước ngoài vì không thể bỏ vợ con một thân một mình bên đó. Hồi Tết vừa qua, khi vợ tôi bế con về ăn Tết, cũng đã khuyên tôi nên sang cùng cô ấy và con, nhưng tôi khá phân vân vì còn mê nghề quá. Tôi nói để tôi suy nghĩ. Hỏi tôi có buồn không khi xa Việt Nam, xa đam mê của mình, tôi đảm bảo là buồn. Tuy nhiên tôi lại không tiếc, ở thời điểm 5 năm trước, khi phim truyền hình vẫn còn thịnh hành, đang đắt show mà tôi bỏ nghề ra đi, tôi mới là người có lỗi. Còn hiện tại phim truyền hình không như xưa, diễn viên không mấy đứt sóng. Tôi chỉ biết đóng phim, nhưng đồng lương diễn viên sống không nổi. Tôi tiếc cho nền phim ảnh nước nhà thôi. Tôi đi khi mình vẫn còn nhiều người nhớ đến. Khoảng vài năm tôi lại về. Nếu có phim hợp tôi nhận, khán giả lại nhớ ra tôi chính là Hoàng Anh, từng đóng phim này phim kia, thế cũng là vui. Từ lúc con gái sinh ra tôi cũng không có thời gian bên con nhiều, tình cảm cha con cũng không bền chặt. Tôi muốn bù đắp lại cho con của tôi tình yêu thương và sự chăm sóc của cha.